Everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Bách Chiến 3D hả? Đây, game cuối ngày, game đua top. Đua top theo yêu cầu hả? Ok, chết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào game hả? Rồi, bản này chúng ta vô thì nó cũng không có free gì nhiều hả? Tí chúng ta nhập code nó mới free hả? Thì đây là các bạn Việt hóa cũng khá là chuẩn. Tính ra là nó chỉ thua các bạn gốc của bên nhà phát hành game thôi đó. Thì okay, hôm nay chúng ta sẽ chơi nhân vật phép mà đúng không? Phép thì nó bắn xa mà ta. Cũng phòng nó sáp lại gần chứ vậy. Chơi mà đi mấy con phép sư, pháp sư đồ thì nó đánh xa thì nó khá hơn anh em. Nhưng mà sao pháp sư này đánh xa mà chú vô giữa đứng chi trời. Đầu phòng nó ngáo thiệt chứ. Rồi thì con này thì cũng mới open đây. Một tuần thì nó ra một server nha anh em. Thì nó ra đây chắc cũng nay là server thứ 5 rồi, cũng được một tháng rồi đó. Thì anh em nào có chơi, muốn chơi lâu dài này nọ thì có thể vào chơi. Thì link thì heo cũng để dưới phần mô tả ha. Thông tin rồi server, admin, rồi fanpage game, rồi các kiểu con đề điểu ha. Thì game lậu mà, nói chung thì nó được hơn mấy con thâu anh em. Để nhiều ông chơi game thâu nói, ủa sao chơi vài bữa sập thì đúng rồi anh em, tiền nào của đó mà. Chúng ta chơi game thâu thì nhiều người vô spam thì nó sập thôi. Còn mấy game mà đủ top lâu dài thì chúng ta có thể đi làm rồi chiều về rồi vô rồi đánh trả nhiệm vụ lăn tăn đồ ha, chơi cho vui đồ thì ok. Còn mà game thâu thì chúng ta phải có thời gian, ví dụ như là vừa up lên phải không, ok vô chơi liền, chơi cho biết, chơi cảm nhận mà đó, nâng mát mung các kiểu con đại điểu lên đó, xong rồi nhiều khi chưa nâng hết nữa là sập rồi đó. Đó là cái kiểu của game thâu. Còn game phi ít phi nhiều thì nó cũng sập, nhưng mà thời gian sập nó cũng lâu hơn con thâu chút, nhưng mà chắc nó không bằng mấy con cày cuốc lâu dài. Tại vì cày cuốc lâu dài thì admin đã mua cái server, cái VPS rồi anh em. Đã mua VPS thì ta cũng tính là thằng bằng năm chứ đâu có bằng tháng đâu. Đã người ta là cày cuốc lâu dài thì nghe cái chữ lâu dài thì chúng ta đã thấy khác rồi ha. Đó là sơ lược về những con game ở trên kênh của heo ha. Để nhiều anh em thì hay lầm lẫn giữa ô con này phi ít, con kia phi nhiều, con này mau sập, con kia học sập ha. Đấy, rồi bây giờ chúng ta đến với thông tin server cái đi. Đây, fanpage của game hả? Đó, Bách Chiến 3D, khai mở ít năm 19 giờ ngày 15 tháng 11. Bitcoin đặc biệt mừng server mới, chúng ta sẽ có tân thủ server mới open new hỗ trợ ASAP ha. Code nhập tại trang chủ. Đây. Đây là trang chủ của game. Đó, có Android và iOS luôn ha. Đây. Android, iOS, iOS không chết chứng chỉ nha, mượt ngon Việt hóa. Đó, iOS miễn phí nè. Nói không với chết chứng chỉ nè, hệ thống treo máy offline thoải mái anh em cài cuốc nè hả. Rồi hệ thống bài bán thoải mái giao dịch nè hả. Huy 500.000 kim nguyên bảo khóa, VIP 4, tiêu kim nguyên bảo là lên. Điện thoại trên nụt máy tính càng ngon hả. Đánh boss rơi đồ cực VIP, tính năng dân cài game này cân hết hả, thoải mái đi ngủ. Đây, link Android, iOS, rồi nhập code, tích lũy đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ có gì? Thể lệ tham gia code VIP, like, share, comment cái kiểu ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có chuỗi mừng server mới, tích nạp 7 ngày. 7 ngày đua top, rồi ban hội tranh bá, phương tôn tìm chủ, viết code đặc biệt ha. Rồi tỷ lệ nạp 10.000 bằng 18.000 kim nguyên bảo đối với ATM, Momo ha. Rồi 10.000 bằng 15.000 xu, bằng 15.000 kim nguyên bảo đối với thẻ cào Momo cái kiểu ha. Thì mấy game này cày cuốc lâu dài nên nó không có bị mất cái giá trị của một món đồ kim nguyên bảo này nọ nữa là. Thì thường thì tỷ lệ nó như vậy ha. Đó là chúng ta phi 500.000 thì tương đương với lại 500.000 Việt Nam đồng đấy. Ok, sự kiện ưu đãi ban hội, fan cứng và nhiều sự kiện khác ha. Đua top nè ha, đua top chúng ta sẽ nhận được xu, tiền web, rồi pháp bảo, rồi cái kiểu. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code cái đã.
bấm vào nạp. 1, 2 à, đặt đúng rồi. Anh em đây, nhập gen. Đây, đây, đây. Nhập code server 4, đúng rồi nè. Dít nè. Ok, nhập code tân thủ. Mẹ này ra được 5 server hả? 5 server thì mỗi tầng một server thì chúng ta cho nó tầm khoảng 5 tầng thì chắc cũng hơn tháng rồi. Cho nó vậy đi, 5.000 kim nguyên bảo. Chúng ta sẽ bấm vào kỳ trân cát. Chúng ta sẽ mua thẻ chí tôm. Thẻ chí tôm lên VIP ha. Ố là la, đeo vào. Rồi qua bên này chúng ta mua thời trang. Thời trang kiếm thêm nữa thì chúng ta có thể làm nhiệm vụ rồi hành hôn. Rồi các kiểu con đà điểu. Chắc lâu lâu thì nó cũng có event đồ để kiếm mấy cái ngoại trang khác đồ hả. Ok rồi. Gì nữa à, qua nạp hồi nãy nè. Bây giờ chúng ta sẽ server mới có thành công. Rồi open new. Ủa sao nó giật à, nó vô được hai cái kìa. Rồi hỗ trợ ASAP luôn á. Quên, hồi nãy hỗ trợ ASAP là chúng ta phải ăn đầu tiên. Để mà vô thì chúng ta còn có ASAP rồi nữa chứ. Đậu phần. Này, đó, 500 bình ASAP nhân 3. 20 vạn. 30 vạn là 50 vạn hả? 50 vạn là 500 ngàn rồi đó. Ok, vô túi. Cắn cái này. Cắn tiếp. Đó, đẹp trai nè không. Trời ơi, đâu cần gì nhiều. Chỉ cần thế thôi. Rồi, còn code gì không ta? Có code ngày nữa hả? Đây, code ngày 13 tháng 11. Ok, nhập luôn. Mở cánh, mở hú cười, mở... mở cửa cho nắng sớm vào nhà. Ok. Đó, rồi thì thông tin đầy đủ hả? Rồi fanpage rồi code này nọ hả? Để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về. Đó, cài cuốc lâu dài. Đó. Nhắc lại là cài cuốc lâu dài nó khác với lại những cái game thâu, game phi hả? Để nhiều ông vào là bình luận rồi. Thì nó mạnh lắm. Đó, nó cái hai cái phạm trù nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Ok. Thời trang thì đó, đây có rất nhiều hả? Đúng. Nè, hai bộ này thì chúng ta có thể đi thành hôn hả? Nè. Kết hôn sẽ thu được. Ok. Đục bộ đầu con cừu đẹp quá ha. Bộ đầu con cừu nó đẹp quá. Hớn hở. Nghe cái tên hớn hở. Rồi cái này là tennis vương tử. À, bộ đồ đánh tennis đó mà. Ok. Đồ giật tennis luôn hả? Xàm lông thiệt chứ. À, bộ con cừu nè. Đó. Đi chăn cừu là đi chăn cừu. Rồi mình cùng chăn cu. Cầu cu. Ok, đây là hai con thú bét các kiểu. Đó. Rồi bây giờ thì có VIP, có đồ thì chúng ta chạy nhiệm vụ tân thủ thôi. Chứ cho nó lên level cao để mở tính năng. Rồi còn chuyển sinh đồ các kiểu con đà điểu nữa. Con này có chuyển sinh nha mấy ông. Nhiều ông là chơi rồi không biết vô à. Ủa, sao lên tới đó rồi nó không lên được nữa. Chúng ta phải làm nhiệm vụ chuyển sinh nha. Như lên 300, 307 mới chuyển sinh phải. Lâu lắm không chơi mấy con này nên cũng chả nhớ cho lắm. Online, quà đổi, quà cấp. Đâu rồi. Rồi nhắc lại thông tin server cái hả. Đây, nhắc lại thông tin server cho anh em nào muốn đua top, cài cuốc thì có chơi thì chơi. Đây, khai mở S5 bách chiến 3D vào 19 giờ ngày 15 tháng 11. Đó, là vào 15 tháng 11 là vào thứ 2 ha. Đó, anh em nào có chơi thì kéo xuống bấm vô. Link ở dưới phần mô tả. Thông tin nè, admin, fanpage các kiểu là có hết ha. Đấy, VIP 4 để chạy nhiệm vụ rồi. Đó, rồi. Ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Đó, được thì
qua đăng ký kênh Heo VKT Vlog và ủng hộ những video bên đó ha, để có gì làm thêm nhiều video hay ho bổ ích để cho chúng ta có thêm nơi để giải trí ha. Đó. Biết đâu giờ tới Tết kênh Vlog phát triển thì Tết nay chúng ta lại có nhiều video hay ở nhà coi hoặc là game ngon để chơi thì sao, đúng không? Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.